thì đánh cái chim nó chứa trên cây rồi kìa. Chim nó chứa trên cây rồi thì không lên hất nhiều nhá. Được. Như vậy là ok. Chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim ngói trên toàn cả nước nhá. À, hôm nay thì đi đánh chim vẫy vằn anh em. Còn mùa ngói di cư thì nó chuẩn bị tới rồi. Đấy, chuẩn bị vụ mùa. Bây giờ đang là đầu tháng 6 âm rồi thì nó rơi vào tầm khoảng tháng 7. Đấy, còn đây là cách giải lưới của anh em thợ mới nhá. Đấy, thì các bác mới chơi thì lưu ý. Đấy, nếu mà thợ cũ người ta chỉ vung cánh lưới ra người ta giải được rồi. Đấy, còn anh em mới chơi thì làm một cái cọc tim này. Đây, cái cọc tim để anh em gối hai đầu lưới vào. Và cái bãi đánh thì anh em lựa nhá. Đấy, cái lưới 8 mét thì anh em lựa. Nó rơi vào tầm khoảng gần 10 mét thì để anh em còn đóng cọc phách ra ngoài nhá. Đấy, con tở lưới đi, tở lưới ra. Đấy, cái lưới này thì bây giờ tở ra thì chúng ta sẽ gài vào cái cọc đấy nhá. Đấy thì chia sẻ cho các bác thợ mới đấy. Làm sao các bác giải được lưới, các bác đánh con chim nó sướng. Đấy, nhiều bác giải không biết giải là đánh nó không có đổ. Đấy, ngoàm cái đầu cọc này vào này. Đấy, còn số điện thoại mua lưới thì em để ở góc màn hình video ấy. Ở bên cơ sở anh em là bán bội nhốt chim mồi này, bán lưới. Đấy nha anh em nhé. Đó. Đấy, cái đầu cọc này thì có dây diềm ngang thì anh em để vào bên trong này. Đấy. Cọc kia, cọc con thì chúng ta sẽ đóng xuống dưới. Đấy, còn mớm nó to hay nhỏ thì đây này. Đấy, thường thường thì em cứ để tầm khoảng 30 phân, hai bên là vào 60 phân. Đấy, đầu bên này thì kéo căng hết ra nhé. Đấy, kéo căng hết ra thì nó rơi vào tầm khoảng 8 mét. Bộ đây bộ lưới 8 mét thì các bác sẽ so như thế này. Đấy, khi kéo nó căng ra rồi thì anh em so cái đầu chân cọc này. Đấy, chân cọc này với cả chân cọc kia. Đấy, chỗ bố em đứng với cả cái chân cọc này nó phải tương ứng thẳng với nhau chứ đừng làm chéo này nhé. Đừng làm chéo nó kiểu như thế này mà nó thẳng. Đấy. Đấy, thẳng và nhắm cái cọc xuống. Đây, đó. Còn là đây là cái cọc phách, là cọc ngoài cung. Thì cái cọc này là để khi chúng ta giật lưới thì lưới nó đổ nhanh hay đổ chậm này. Đấy. Chúng ta sẽ đóng vào đây. Cọc phách lên bờ đi. Đây này, cái cọc phách này nha anh em nhé. Đây, cọc này vừa cắm ấy. So với cọc con kìa thì cái cọc này nó vào tầm khoảng 20 phân đến 30 phân, 30 phân đổ rất là nhanh. Đổ nhanh thì nó sẽ xảy ra tình trạng bị bắt lưới, hở bò ấy. Đấy, còn ví dụ anh em đóng tầm khoảng 20 phân là đẹp. Đấy, kéo căng đầu. Đấy. Còn anh em lưu ý là cái lưới mà muốn đổ theo yêu chuẩn, mình đóng chuẩn rồi muốn đổ nhanh hay chậm nó phụ thuộc với dây diềm trên này rất là nhiều. Dây diềm trên này lúc nào cũng phải căng nhé. Đấy, còn dây diềm dưới thì không cần. Đấy, dây diềm trên là bắt buộc phải căng thì lưới nó mới đổ theo yêu cầu của mình được. Đấy, còn đến cánh thứ hai đây. Cánh thứ hai thì chúng ta vẫn sử dụng như vậy thôi. Đấy, vẫn cứ tở lưới ra. Thì cái dây cọc phách này là cái dây cuốn lưới luôn. Hạ nó xuống như này. Đây này. Thì cọc này vẫn như vậy. Cặp này thì vẫn nhớ vào tầm khoảng 30 phân thì nó rơi vào tầm khoảng 60 phân anh ạ. Nên nó gối vào nhau tầm khoảng 60 phân thì đẹp. Này. Nó gối vào nhau như thế này là 60 phân. Đó, nó gối vào nhau như này thì sau úp lưới thì nó sẽ như thế này thì con chim nó không văng được ra anh ạ. Đấy, đàn vẫy này thì đầu vụ không thấy về đâu nhưng bây giờ con chuẩn bị lổ cấy thì bắt đầu nó về mạnh. Kéo chúng ta cắm cọc phách như cọc bên kia thôi. Muốn một cánh đổ nhanh, một cánh đổ chậm, một cánh anh em đóng tầm khoảng 20 phân. Đấy, giật từ cọc này vào này. Đấy, vào trong tầm khoảng 20 phân. Đấy, còn một cánh thì anh em có thể cho 25 phân chẳng hạn. Thì nó là một cánh đổ nhanh, một cánh đổ chậm, thì hai cánh nó không bị chồng với nhau. Đấy, như vậy là xong. Tay lưới thì ra đây vít thử cho anh em xem. Lưới
Nếu làm chuẩn rồi thì nó ok. Đấy, không phải thử nhiều, hất ra phát như bọn em thì đánh quen rồi thì hất ra phát là xong rồi. Đấy, hất ra này. Đấy, nằm lên trên này. Hất vào. Đó. Như thế là ok rồi. Đánh này như thế này. Đấy, còn đi đánh cái chim nó chứa trên cây rồi kìa. Chim nó chứa trên cây rồi thì không lên hất nhiều nhá. Được. Như vậy là ok. Thì như vậy là giải xong lưới thôi. Đấy, còn bố trí trận địa thì sẽ chia sẻ cho anh em. Thì anh em cố gắng đăng ký kênh nhé. Chào các bác ạ.